Phỏng vấn bậc thầy thôi miên, hầu hết con người đều là thần chuyển sinh. Cho dù trí tưởng tượng của bạn có bay xa tới đâu, khi bạn ngẫu nhiên đọc bất kỳ cuốn sách nào của Dolores Cannon, một bậc thầy về thôi miên hồi quy, và là nhà nghiên cứu tâm linh kỳ cựu, bạn sẽ nghĩ rằng mình đang xem một tác phẩm khoa học viễn tưởng. Nhưng liệu đó chỉ là trí tưởng tượng hay thật sự đó là những bí ẩn mà chúng ta chưa từng biết? An Nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Dolores Cannon là tác giả của nhiều cuốn sách viết về các chủ đề như Nostradamus, Chúa Giê-xu, sự sống sau cái chết, sự hình thành của nhân loại trên trái đất, các tiền kiếp. Tất cả những kiến thức này được bà thu thập qua kỹ năng đặc biệt của mình về thôi miên hồi quy, một quá trình mà bà đưa các khách hàng cần được trị liệu của mình vào một trạng thái gọi là siêu ý thức. Từ đó nắm bắt được không chỉ thông tin về các tiền kiếp của họ, mà còn những bí mật khác của vũ trụ. Trong cuốn sách mới nhất của mình, Ba làn sóng tinh nguyện và trái đất mới, do Ozark Mountain xuất bản, bà đã tiết lộ rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, có ba nhóm riêng biệt đại diện cho các linh hồn từ khắp nơi trên vũ trụ đã tình nguyện đến trái đất dưới hình hài của con người để biến đổi tần số của trái đất giúp ngăn ngừa một thảm họa toàn cầu. Làn sóng thứ nhất, bây giờ họ đang ở độ tuổi từ cuối 40 đến đầu 60. Họ bị xáo trộn bởi trải nghiệm sự bạo lực, thù hận và giận dữ trên trái đất. Họ đã rất khó khăn điều chỉnh cuộc sống như con người và nhiều người trong số họ cố gắng tự tử. Làn sóng thứ hai, bây giờ họ đang ở độ tuổi từ cuối 20 đến 30 tuổi. Những tình nguyện viên này thích ứng tốt hơn. Họ mang theo các kênh năng lượng mà được cho là có thể ảnh hưởng tới những người khác chỉ cần ở gần họ. Làn sóng thứ ba, đó là những người trẻ tuổi, từ những đứa trẻ cho đến thanh thiếu niên. Họ có các kiến thức cần thiết để tồn tại trên hành tinh này. DNA của họ cao cấp hơn. Một trong số những đứa trẻ ấy, bạn có thể kể đến Akai, Shumri hay thần đồng tiên tri Ấn Độ Anan, cậu bé sao hỏa Boriska Kiripnovich. Thách thức đối với những linh hồn, điều mà Cannon nói là khi được sinh ra, họ bị mất tất cả trí nhớ về việc họ đã từng là ai và tại sao họ là tình nguyện được sinh ra ở trái đất này. Sứ mệnh của họ là gì? Bài phỏng vấn dưới đây được Cannon chia sẻ thêm về những sinh mệnh cao tầng này thông qua tờ The Edge. Hỏi, đối với những người không biết bà hoặc chưa từng tiếp xúc với lượng lớn các thông tin mà bà đã thu thập được, bà có thể mô tả lại những việc bà đã và đang làm và cuốn sách này đã bổ sung gì cho những công việc mà bà đang thực hiện? Vâng, tôi đã làm công việc thôi miên hơn 40 năm qua. Tôi đã phát triển một số kỹ thuật của riêng tôi. Nó không giống như bất kỳ kỹ thuật thôi miên nào khác trước đây. Chúng tôi có thể liên hệ với những gì tôi gọi là lực lượng tối cao. Đó là cội nguồn của tất cả các tri thức. Tôi có khả năng nhìn nhận và thu thập được những kiến thức này thông qua hàng ngàn người mà tôi đã từng tiến hành thôi miên họ. Trong các lớp học của tôi dạy người khác làm thế nào để có thể thực hiện giống như những gì tôi làm. Điều này có một số tác dụng với việc điều trị các chứng bệnh hay tâm lý bất ổn. Tôi làm việc như một bác sĩ chuyên khoa và một nhân viên tư vấn. Trong các buổi trị liệu này, tất cả các khách hàng hay các bệnh nhân, họ trở về với các kiếp sống trước trong quá khứ của họ. Và tôi giúp họ trả lời các câu hỏi liên quan. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận thấy rằng có một số khách hàng, họ chưa từng có một kiếp sống trong quá khứ trên trái đất. Họ chưa bao giờ ở trên trái đất trước kia. Họ đã đến đây trực tiếp từ Thiên Chúa, từ các thế giới khác nhau, từ các hành tinh khác, không gian khác, nơi họ có thể được gọi là các sinh mệnh ánh sáng. Đó là điểm xuất phát để tôi đến với lý thuyết của ba làn sóng tình nguyện. Kể từ khi tôi nói về việc này trên chương trình phát thanh, trên một cross to cross và ở tất cả các sự kiện khác của tôi bắt đầu nhận được thư từ liên hệ từ khắp nơi trên toàn thế giới. Họ nói, nó thật ý nghĩa. Tôi đã từng nghĩ tôi là người duy nhất trên trái đất cảm thấy như thế. Họ nói họ cảm thấy giống như họ không thuộc về nơi này và họ muốn về nhà. Họ không hiểu trái đất. Họ chỉ biết rằng đây không phải là nhà của họ. Họ không biết nhà thật sự của họ ở đâu. Nhưng họ biết chắc rằng không phải ở đây. Họ muốn rời khỏi trái đất. Những lý thuyết của tôi đã làm họ cảm thấy tốt hơn nhiều. Và có hàng ngàn người đã cảm thấy như vậy. Vâng, chúng tôi phát hiện ra lý do tại sao. Bởi vì họ chưa từng có mặt ở trên trái đất trước đây. Họ là một phần của nhóm đặc biệt này, đã và đang đến để giúp đỡ chúng ta trong thời điểm hiện tại này. Hỏi, ở phần cuối của cuốn sách, bà có đề cập đến làn sóng tình nguyện thứ tư, được gọi là những người giữ mạng lưới, Keeper of the Grid. Bà có thể cho chúng tôi biết về họ.
Tôi đã viết về nền văn minh Atlantis khá nhiều lần và tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy tất cả các thông tin về Atlantis, vì sao nó bị hủy diệt. Nhưng sau này, tôi nhận ra rằng Atlantis không phải là nền văn minh duy nhất đã bị phá hủy. Có rất nhiều các nền văn minh khác tồn tại trước nó. Mỗi lần khi nhân loại tiến đến tình trạng mất kiểm soát do sử dụng năng lượng của họ một cách sai lầm, họ sẽ bị ngăn lại. Mọi thứ sẽ được hủy bỏ và thiết lập lại từ đầu. Nền văn minh sẽ trở lại giai đoạn sơ khai và mọi thứ bắt đầu lại. Đó là lý do tại sao họ không muốn có nó xảy ra lần này. Họ không muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đầu với trái đất này. Sau đó, tôi đã tìm hiểu thêm về những người giữ mạng lưới. Trong một buổi thôi miên, một khách hàng của tôi, một phụ nữ đã quay trở lại kiếp sống trước của cô trong thời kỳ Atlantis. Và rồi cô nói với tôi lý do chính vì sao Atlantis bị phá hủy. Cô ấy nói chúng tôi cần phải biết điều này bởi vì các nhà khoa học hiện nay đang làm điều tương tự trong thời điểm hiện tại với lý thuyết gọi là phản vật chất, máy gia tốc hạt lớn. Mà hiện tại chúng ta đang thử nghiệm ở Thụy Sĩ chính là một dạng tương tự với thử nghiệm của các nhà khoa học thời kỳ Atlantis. Các nhà khoa học hiện nay, họ không biết họ đang thật sự làm gì và điều này cực kỳ nguy hiểm. Nhiều người trong số những người của nền văn minh Atlantis đang chuyển sinh vào cơ thể con người chúng ta hiện nay và công việc của họ là khôi phục lại mạng lưới điều khiển của trái đất. Nhưng không ai trong số những người này, những tình nguyện viên hay những người giữ mạng lưới nhận thức được điều này. Hay nói một cách khác, các nhà khoa học đang muốn sử dụng máy gia tốc hạt lớn để tái tạo vũ trụ. Hỏi, có lẽ việc chúng ta biết về các thông tin này không thực sự có ý nghĩa lắm. Việc chúng ta là tình nguyện viên hay không cũng thế, chúng ta chỉ nên tập trung vào cuộc sống hiện tại của chúng ta, sống tốt nhất có thể mà thôi. Đó là lý do tại sao những ký ức trước đây đã bị xóa đi. Vì vậy chúng ta chỉ có thể sống và làm những gì chúng ta phải làm. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ người khác, giúp đỡ tất cả mọi người. Đó mới là mục đích của tất cả những người đến trái đất, mặc dù họ không nhận ra nó. Bạn không phải ở đây để làm giàu, thưởng thức đồ ăn, thức uống hay tiệc tùng. Bạn đang ở đây để thực hiện nghĩa vụ của mình, mặc dù nó được biểu hiện qua cách này hay cách khác. Có rất nhiều cách để giúp đỡ lẫn nhau. Hỏi, các sinh mệnh cao tầng ở đây để làm những gì và tại sao chúng ta, những công dân của hành tinh này, lại cần quan tâm đến sự hiện diện của họ ở đây? Các sinh mệnh có nguồn gốc cao tầng đang ở đây để cứu trái đất. Bởi vì những con người của trái đất đang bị xoay vòng trong luân hồi nghiệp báo, không thể làm điều đó. Họ bị cuộn trong nghiệp, liên tục lặp lại sai lầm và nghiệp lại thêm chồng nghiệp. Những người ở trái đất này không thể thoát ra để làm bất cứ điều gì tốt cho trái đất nữa. Nhưng những linh hồn đến từ các nơi khác, họ tinh khiết và họ có thể thực hiện những điều tốt nhất cho hành tinh này. Bây giờ trong cơ thể xác thịt mang hình hài con người này, những người này lại không nhớ gì về lý do họ đến đây, nhưng họ có nguồn năng lượng dự trữ. Nó là nguồn năng lượng của sự từ bi, yêu thương và nó sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của con người trên trái đất. Nó sẽ thay đổi lịch sử. Chỉ cần họ có mặt ở đây, họ không nhận ra họ đang làm điều đó. Nhưng họ đang tạo ra các nguồn năng lượng tích cực để bù đắp cho sự tiêu cực của thế giới. Tuy nhiên, họ không muốn ở đây, họ không hiểu trái đất. Tôi đang làm gì ở đây, tôi muốn về nhà. Trong tiềm thức họ, họ biết đây không phải là nơi thuộc về họ. Đấng sáng thế yêu thương và bảo hộ chúng sinh của Ngài, nhưng khi các nền văn minh càng phát triển thì đạo đức lại càng không thăng hoa, theo kịp khiến chiến tranh và những lần phát sinh hủy diệt của các nền văn minh đi đến hồi kết. Lúc đó Ngài đã phái các tình nguyện viên đến để hỗ trợ trái đất. Đặc biệt là con người ngày nay, họ đã biết sử dụng vũ khí nguyên tử, đó thật sự là một điều nguy hiểm. Có một hội đồng có nhiệm vụ giám sát mọi thứ trong vũ trụ bằng các quy định và luật lệ. Không có gì là tình cờ hết. Hội đồng đã thấy sự việc này, nhưng họ không can thiệp từ bên ngoài, nên họ đã cử những tình nguyện viên đi để hỗ trợ từ bên trong. Trái đất đang gặp khó khăn, ai muốn đến giúp đỡ? Và sau đó, các linh hồn tinh khiết chưa từng luân hồi trong nghiệp báo đã chuyển sinh vào lớp xác thịt con người. Hàng trăm ngàn các sinh mệnh như vậy đã đến trái đất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Hỏi, bà có thể chia sẻ về việc bà đã học hỏi được gì trong những năm tháng qua về các khái niệm về Chúa, về thần và quan niệm rằng chúng ta đều là thần chuyển sinh? Điều cơ sở trong tất cả các công việc của tôi là việc phần lớn con người chúng ta đều là thần chuyển sinh. Dù bạn tin hay không thì chúng ta đều đến từ trời, những cảnh giới cao và chúng ta không bao giờ có thể tách biệt khỏi đấng sáng thế. Ngài tạo ra tất cả. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta cô đơn, nhưng chúng ta chưa bao giờ cô đơn.
chúng ta là một phần của Ngài và chúng ta chính là được Ngài tạo ra. Con người không nhận ra các năng lực mà họ có. Họ có thể làm tất cả, không gì là không thể, không có giới hạn nào hết. Hỏi, gần đây bà có thêm những khám phá gì về trái đất mới không? Tôi chỉ có thể nói rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử vũ trụ, rằng trái đất này sẽ thay đổi rung động và các tần số, chuyển sang một chiều hướng khác. Đây là một chương trình vĩ đại nhất mà trái đất đang trải qua. Tất cả những người ngoài hành tinh và các sinh mệnh khác ngoài vũ trụ đang dõi theo chúng ta. Họ rất muốn xem liệu sự việc này diễn biến ra sao. Nó rất quan trọng và chưa từng được thực hiện trước đây. Trái đất mới là một khái niệm chúng ta không thực sự biết, bởi vì nó là một quá trình tuyệt vời mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nó cực kỳ quan trọng. Ngoài kia, có rất nhiều người tiêu cực, cố chấp, họ không muốn thay đổi. Họ thích sự tiêu cực, họ thích ngắm nhìn những bi kịch đang diễn ra. Đó là những người sẽ không thuộc về trái đất mới. Họ sẽ ở lại với những gì họ tạo ra, nơi họ dự định sẽ thuộc về. Bạn không cần phải lo cho họ, mà hãy suy nghĩ về bản thân mình. Hãy hướng về tương lai và làm những điều tốt nhất có thể. Còn nếu ai đó tiêu cực, đó là họ phải tự xử lý vấn đề của họ. Chúng ta không thể thực hiện thay họ được. Hỏi, việc đưa người bệnh vào trong trạng thái thôi miên có thể khởi tác dụng giúp chữa lành được bệnh. Bạn có thể nói rõ hơn về việc này. Đầu tiên, chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân của cái gọi là bệnh, bởi vì con người tự họ là mình bị bệnh. Bạn cần biết rằng, con người sinh ra không phải để bị bệnh. Cơ thể con người cần phải ở trạng thái vô bệnh mới là đúng. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng gì, có nghĩa là cơ thể bạn đang cố gửi đến cho bạn một thông điệp và bạn cần phải hiểu rõ thông điệp này là gì. Trong các buổi trị liệu của tôi, bạn sẽ biết rằng nguyên nhân của bệnh sinh từ tiền kiếp hay từ kiếp này của bạn, tại sao cơ thể bạn lại bệnh, và sau đó nó thường phục hồi nhanh chóng. Hỏi, trong tất cả những thông tin mà bà trình bày trong cuốn sách mới này, điều gì khiến bà muốn chia sẻ nhất cho tất cả mọi người trên hành tinh này ngay bây giờ? Tôi nghĩ rằng chúng ta đã nói về nó. Chúng ta đang di chuyển vào một tần số mới, một chiều hướng mới, nơi nó sẽ là đất mới và nó sẽ là vô cùng xinh đẹp. Mọi thứ tràn ngập trong các sắc màu lung linh, tình yêu thương hiện diện ở khắp nơi. Chúng ta đang di chuyển ra khỏi các phiền não của cựu trái đất và đó sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn, không thể tin được. Kinh Thánh trong sách Khải Huyền nói về thiên đàng mới và đất mới. Đó là điều tương tự, chúng ta sẽ được trải nghiệm điều đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta đang sống trong thời gian tối quan trọng trong lịch sử của vũ trụ. Rất quan trọng khi có mặt ở trái đất vào lúc này. Hiện có hàng ngàn linh hồn muốn được ở đây để trải nghiệm điều này, ngay cả khi họ chỉ có thể có mặt ở đây trong một vài giờ. Thậm chí họ nói rằng, ngay cả khi họ được sinh ra và chết ngay lập tức, họ cũng bằng lòng, bởi vì họ có thể nói, tôi đã ở đó khi điều này xảy ra. Bạn có thể hiểu được thời điểm này quan trọng đến thế nào. Vì vậy, bạn đang sống trong một thời gian rất tuyệt vời mà sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nữa. Hỏi, bạn có lời khuyên nào cho con người trong thời kỳ này? Liệu họ có thể làm gì để tận dụng được tốt nhất thời gian ở đây về thiền định hay chế độ ăn uống hay ý niệm? Thiền định rất tốt vì nó không chỉ giúp thư giãn cơ thể mà nó còn làm cho cơ thể rất nhiều những điều tuyệt vời khác. Còn về chế độ ăn uống, khi trái đất chuyển sang một chiều hướng khác, cơ thể cần phải trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạn nên hạn chế các thứ thịt nặng như thịt bò hay thịt lợn. Họ nói rằng chế độ ăn uống tốt nhất là thức ăn tươi sống, trái cây tươi và rau quả. Nếu được, nên là các loại hữu cơ. Bạn có thể ăn một chút thịt gà hay cá vì nó nhẹ hơn. Hãy tránh xa đường và hãy uống thật nhiều nước. Họ nói rằng những lợi ích của nước vượt xa hiểu biết của con người, cực kỳ kỳ diệu. Trên đây là bài phỏng vấn bậc thầy thôi miên Dolores Cannon. Bạn có cảm thấy những gì mà người phụ nữ này chia sẻ thú vị hay không? Liệu bạn đã từng có trải nghiệm nào trong số chúng hay chưa? Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.